Bước vào tháng 3, mẫu SUV VinFast Lux SA hiện vẫn tiếp tục nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn từ phía đại lý. Hiện tại mức ưu đãi của VinFast Lux SA dành cho khách Việt đã lên tới gần 463 triệu con số, gây sức ép lên các mẫu xe trong cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe hay Toyota Fortuner. Cụ thể, hiện VinFast đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho VinFast Lux SA, trong đó bao gồm giảm trực tiếp 100 triệu đối với bản tiêu chuẩn và 80 triệu đối với bản cao cấp và nâng cao. Bên cạnh đó, VinFast Lux SA hiện cũng được nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ phía hãng xe, tương đương với 94 đến 111 triệu và 50% lệ phí trước bạ từ phía chính phủ, do là mẫu xe lắp ráp trong nước, tương đương với 93 đến 110 triệu. Chưa dừng lại ở đó, khách mua VinFast Lux SA còn được giảm trực tiếp thêm 10% giá trị xe nếu mua xe với hình thức trả thẳng hoặc miễn lãi suất 2 năm đầu nếu trả góp. Điều này đồng nghĩa với việc nếu mua VinFast Lux SA dưới hình thức trả thẳng, khách hàng tại khu vực Hà Nội sẽ tiết kiệm được từ 424 triệu đến 462 triệu. Còn khách hàng mua VinFast Lux SA trả góp sẽ tiết kiệm được từ 287 triệu đến 301 triệu. Nhờ đó, giá lăn bánh của VinFast Lux SA trong tháng 3 dành cho khách hàng trả thẳng sẽ chỉ ở mức từ 1 tỷ 336 triệu đến 1 tỷ 616 triệu và từ 1 tỷ 473 triệu đến 1 tỷ 777 triệu đối với những khách hàng mua trả góp trong khu vực Hà Nội. Tại thị trường Việt, hiện VinFast Lux SA đang là cái tên đáng gờm trong tầm giá 1 tỷ bên cạnh những cái tên như Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe. Bên cạnh thiết kế sang trọng, hiện đại, VinFast Lux SA còn được đánh giá cao về khả năng vận hành, cũng như trang bị và tính năng. Chưa kể, VinFast Lux SA còn thường xuyên được hãng xe VinFast tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới cả 100 triệu đồng. Xe cộ, XX.